Sự tinh tế khiến sao V-Biz càng ghi điểm cao trong mắt khán giả. Anh Tú, Diễu Nhi được cả đôi, chồng đẹp trai không thích chiếm spotlight. Vừa lầy lội luôn yêu thương đồng đội. Thanh Hằng chuẩn chị đại làng mẫu, để ý từng chi tiết nhỏ cho tất cả đàn em. Hương Giang ga lăng với phái đẹp, bảo sao chơi với ai cũng bền. Ngôi sao trong showbiz chắc chắn ai cũng muốn mình nổi bật nhất, được chú ý nhất. Nhưng bên cạnh việc lo cho hình ảnh của mình thì có những ngôi sao ghi điểm bởi sự tinh tế và tử tế của họ. Anh Tú có thể nói là quý ông vạn người mê bởi ngày càng thu hút. Nhiều người nhận xét anh chàng thậm chí còn đẹp hơn trước khi lấy vợ. Trong một họp báo phim vào đầu tháng 12, anh Tú đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông khi xuất hiện với tạo hình lịch lãm cùng với mái tóc ngắn nhuộm vàng bắt mắt. Từ khi đứng chờ ngoài sự kiện, anh Tú đã được chụp liên tục. Khi quay ra nhìn thấy ống kính đều hướng về mình, ông xã Diệu Nhi đã lập tức đứng sang một bên và nhắc phóng viên là chụp người khác đi. Bên kia còn nhiều anh chị khác nữa. Sự tinh tế của anh chồng Diệu Nhi lập tức va vào sự chú ý của khán giả và nhận về mưa lời khen. Chồng chị Nhi 10 điểm không có nhưng thì chị Nhi cũng không kém cạnh. Mặc dù luôn nhây nhưa, lầy lội và tấu hài nhưng cô nàng này cực tinh tế nhé. Đi tham gia show tụ hội cùng các đàn chị, cô nàng đã chuẩn bị cả dép lẫn món ăn mang từ nhà tới. Khi đi dự họp báo cô giáo thanh nhạc của mình là Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi cũng rất để ý và thường xuyên chỉnh tóc cho cô bạn trong lúc trò chuyện. Khi cô giáo tới show cổ vũ, Diệu Nhi đã nhắc phóng viên đừng quay vì cô giáo mình không muốn lên hình. Hay đứng trên sân khấu với Puka, cô nàng cũng tranh thủ lau nước mắt cho cô bạn của mình nữa. Phải nói rằng tuy có vẻ hơi tía lia nhưng bà xã anh Tú tinh tế vô cùng vô tận luôn đấy. Chị Đại Thanh Hằng luôn ghi điểm ở sự chuyên nghiệp, luôn dìu dắt đàn em chứ không muốn lấn lướt ai. Khi làm Super Mentor, chị đẹp đã dạy dỗ cho cả dàn học trò không hề thiên vị. Cho dù ở lại sâu trong chương trình hay rời đi sớm thì tất cả thí sinh trong đội đều kính trọng và luôn gọi Thanh Hằng một tiếng cô giáo. Sự tinh tế của chị đẹp cũng vừa được thể hiện gần đây khi đi tham dự một show diễn. Khi được mời đứng lên phát biểu, Thanh Hằng đã tỏ ý muốn đổi chỗ đứng, lý do là vì đứng quay lưng lại với đồng nghiệp của mình thì Hằng cũng không thích lắm. Thì ra chị đẹp muốn đứng ở vị trí hướng mặt vào mọi người chứ không muốn tất cả đều phải nhìn phía sau mình. Hành động tinh tế này quá đáng yêu, chị đại lại ghi điểm lần nữa rồi. Sự tinh tế của Hương Giang thì không chỉ thể hiện một lần mà rất nhiều lần, đặc biệt là dành riêng cho phái nữ. Tham gia show cùng ba chị đẹp Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê, dù trong show luôn cà khịa tạo sự kịch tính với nhau nhưng ngoài đời, cô nàng vẫn được lòng tất cả vì sự đáng yêu của mình. Ví dụ Hương Giang đi nước ngoài là mua quà xịn tặng tất cả, không ngại tấu hài, tiểu phẩm mọi lúc mọi nơi mang niềm vui cho mọi người. Và đặc biệt cô nàng luôn để ý rất kỹ trước và sau khi đi sự kiện, hễ thấy người đẹp nào gặp khó khăn khi di chuyển là lập tức giúp đỡ ngay, còn chủ động chứ không cần ai nhờ vả nữa kìa. Sự tinh tế và dễ thương của Hương Giang giúp cô giữ được rất nhiều quan hệ tốt trong ngành, có những tình bạn bền vững cùng thời gian giữa showbiz đầy thị phi.